Thì nhá, thì ta vào luôn. Thế đây là hiện nay là cái màn hình vi tính của mình này. Thế cái AutoCAD thì nó có một cái, đây là AutoCAD 19, tức là nó cũng hơi mới đấy. Nó có cái biểu hiện cái chữ A đỏ này. Thì hướng dẫn các bạn cùng học và mình cũng là học. Mình đi trước thì mình có thể biết nhiều hơn. Đó. Bây giờ nhá, bắt đây là màn hình của mình. Bây giờ AutoCAD 2019 mình kích vào cái màn hình này. Kích vào cái biểu tượng của AutoCAD 2019 này. Kích đúp. Đây, máy đang chạy đây. Máy đồng chí nào mà chạy máy tốt thì nó chạy nhanh, máy kém thì nó chạy chậm. Thì đây khi mở cái môn hình AutoCAD ra thì nó có 3 cái phần. Cái phần này là cái phần liên quan đến mạng, kết hợp với mạng. Cái này thì những người học vẽ tạm chưa cần quan tâm lắm. Cái phần ở giữa đây là những cái phần mà những cái bản vẽ mình vừa vẽ xong thì nó sẽ xuất hiện đây. Ví dụ đây là mình vừa vẽ một cái bản vẽ này, vẽ một cái vẽ phốt mình ghi trắng này, và chắc tức là cái phần trắng mình mới vẽ. Đó. Thì nó xuất hiện đây. Khi mà muốn mở tiếp thì ta kích vào đây là nó ra được ngay. Còn cái bên phần bên này, nút Start đây. Start này thì ta kích vào đây cái nó ra một cái bản mới ngay. Còn không có thì là ấn vào Open này. Open này thì là trong ta đã có bản vẽ rồi, ở trong cái phần nào đặt ổ B, ổ C, ổ D gì đấy thì kích vào đây sẽ tìm được. Đó. Đây bây giờ là đây tôi kích thử, đây là bản vẽ mới này, kích vào đấy, bản vẽ mới nó có giao diện như thế này. Trên cái này thì ta có ấn Start để quay lại. Thế còn đây là cái bản vẽ cũ, bản vẽ cũ tôi đã vừa mới vẽ. Cái kích vào thì nó đây cầm cái chữ này, khi ta thấy cái này ta cứ ấn OK. Đây cái bản vẽ mới tôi vừa vẽ này. Thế thì tôi thấy rằng là một cái bản vẽ tôi đã đặt phiến diện ở đây, thì tôi đã đặt một số cái vẻ đặt trước rồi. Ví dụ là cái chữ này cũng có các loại kích cỡ chữ gì để đặt tên đây này. Nào mảnh standard này, symbol này, là đi mấy này, Việt Nam 50 này, đấy đã hai người đặt đây rồi. X200 chẳng qua là tôi vẽ to nhỏ tôi đặt đây. Đây là đặt chữ. Cái này là đặt đi. Cái này rất quan trọng. Tôi cũng đã đặt rồi. Còn một cái nữa này là đặt nét. Đặt nét nó gọi là cái đặt nếp đấy. Nếp nào là đim nét cửa nét tường với vẽ rất nhiều, trước khi vẽ rất nhiều. Nhưng hiện nay thì thực ra mới mở bản vẽ mới thì những cái này nó chưa có, nhưng mình phải đặt. Đi sơ qua như vậy, còn toàn bộ những cái phía bên trái này là các cái thanh công cụ. Đó, thanh công cụ. Còn đây là một số cái thanh chức năng đã đặt sẵn rồi, sau này chúng ta học dần, biết dần. Không đi một vội, từ rồi quay sẽ nhờ. Ở đây là để giới thiệu ngay cái một cái bản vẽ để người ta thể hiện như thế này. Thì cái phần giữa này là để ta thể hiện là vẽ này. Còn có con chuột, chúng ta phải biết đấy, con chuột rất quan trọng, con chuột quyết định tất cả, gần như tất cả. Đây con chuột thì ta có cái chuột phải, chuột trái, chuột giữa. Cái ông chuột giữa này, đấy, chuột giữa. Tôi bóp chuột giữa, tôi kéo lên linh tinh này. Đẩy đi, đẩy xuống chuột giữa. Còn cái chuột trái này, chuột dùng rất nhiều. Nhập lại và thôi lạnh. Cái chuột phải này cũng chỉ có thôi lạnh thôi. Còn chuột phải là một số cái chức năng tìm kiếm khác. Chưa tính đến. Thế còn ở đây chúng ta quan trọng nhất là cái bên này, người chưa học. Những thứ người ta học tạo rồi, những cái này người ta cất thì không cần, để máy nó nặng. Thế chưa học thì nên phải có cái này.
thì nó là biểu tượng dễ nhớ, à, nhìn vào cái này là ta có thể nhớ được, ta không cần biết lệnh tất, ta kích vào đây là có thể làm việc được. Thế đây thì trong này thì ta thấy có mấy cái phần như cái phần thứ nhì đây, cái thanh dọc thứ nhất này nó là cái thanh draw, tức là cái thanh để vẽ. Cái thanh thứ hai này là dimension này. À, tiếng Anh thì mình cũng thạo lắm, nhưng mà người ta đọc thế thì đây là kích thước, thì phải là kích thước. Còn cái phần này là chỉnh sửa, gồm có là tẩy xóa này, copy này, là gì này, đối xứng, rồi là offset vân. Thế bây giờ cái thanh thứ nhất, ta có thể tìm hiểu cái thanh thứ nhất này. Thanh thứ nhất là hiện nay ví dụ viết phím tắt lại này là N. Xin lỗi thầy, ấn vào đây phải đi quay lại lệnh hai. Cái lệnh thứ hai này thì tôi không dùng nữa. Cái này là có đề đai, tức là cái lệnh nó cũng vẽ như lệnh ra nhưng mà nó liên tục đây, kích vào kích đây này, vẽ liên tục nhưng mà khi ra dứt thì các cái thanh lệnh liền hết, khác với cái lệnh ra trên dứt thì mỗi ông nó có một, nó là một phiên bản riêng. Còn đây là lệnh đa giác. Đấy, đa giác có thể là sau này ta sẽ học, tức là nó có thể cạnh 4 cạnh, 5 cạnh, 6 cạnh và 10 mấy cạnh, vẽ rất nhiều cạnh, gọi là lệnh đa giác. Còn lệnh này hình chữ nhật thì có vẻ hình chữ nhật và chữ vuông thôi. Kích vào đây này. Đây là lệnh cung tròn thì ấn 1, 2, 3. Đây là lệnh liền tròn, kích vào, tròn. Đây cái lệnh này vẽ tự do, ít khi dùng. Còn cái lệnh này vẽ đường cong. Cũng gần giống như cái lệnh, cũng như ba nhưng mà nó lượn sóng, nó mềm mại. Đây là ellipse. Đây là cái vẽ một cái cung giả chân. Cái này tôi không dùng nữa. Là ít khi dùng. Thì đấy là cái thân thể ra. Cái này là cái lệnh kích thước, thì nó gồm có cái này là kích thước đo thẳng này. Đây, kích vào đây đo. Đấy. Cái thằng thứ hai là kích tiếp này là chỉ đo nghiêng. Đây đo những cái cạnh nghiêng, cạnh nó không phun gấp. Này là kích thước đo cung tròn. Bán kính. Đấy. Này là đo đường kính. Đấy. Thằng này là đo độ. Đấy. Cái thằng này là đo liên tiếp. Còn liên tiếp chính là cái chỗ này này. Khi đầu kích vào cái lệnh này nó sẽ đo tiếp tục. Đấy. 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 Đấy.
sang bên Nga. Và những cái này chúng ta cũng chưa cần tham khảo vội, cứ từ từ ít một. Còn cái này này này, cái này là này, xóa đấy, xóa đấy. Cái này là copy, kích vào. Đây là offset. Offset này. Vào trong 500, ra ngoài 500. Offset. Này là array. Vẽ nhiều hàng nhiều cột. Này là di chuyển. Này là quay. Này tỉ lệ to nhỏ. Cái này là lệnh kéo. Cái này là chim cắt. Thì đây là cắt trong hình chữ nhật, cắt trong hình nhật, cắt đứt đoạn. Đây là cắt góc. Đây là vẽ nối cung, nối cong hai cạnh, hai hình thẳng. Đây nối cong theo một cái hình cong bất kỳ, cong bất kỳ. Còn đây là array, tức là những cái lệnh con của cái lệnh array lớn đấy. Đây này thì toàn bộ những cái phần tôi nói sơ bộ như thế, còn thực tế là vẽ như thế nào thì ta cứ đến từng cái cụ thể, từng cái thì mai tôi vẽ thực hành, từng cái buổi sau ta sẽ vẽ thực hành từng tí một. Từng chút để chúng ta tìm hiểu thêm. Hôm nay giới thiệu sơ bộ thế thôi. Xin chào các bạn. Chúc các bạn cố gắng theo dõi để từ không biết đến biết và biết nhiều. Cảm ơn các bạn.